họ đặt con mái đỏ thương tình lời Phật thánh lại đau đêm trùng đêm bảy sinh ngày lạnh nhẹ tiếc thở tung sung tập to tiệt thách hữu công đồng 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 xa đạt đi duyên thiên thiên thịnh mời đến nhất thiên thiên thành văn công chúa thượng thiên mộc tự về vân khát thôn quê đất phủ dày vân khát thôn quê những thiên bản nhà lề cái trần nhà sắc thanh tân hình như dùng đi nhà sắc thanh tân mười lăm tuổi này nghèo hôn nhân sâu từ xa cho tới hàng cùng nơi phố khác riêng một gió mát chẳng thành bát cảnh xanh xanh nhé ít đồ bát cảnh nhé xanh 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 nhé lầu tận tha xanh thị thành khôn xa chúc những lô bách tình đàn xuôi chiếc bạch hành phượng duệ dọc ngang đình địa thiên cung tỉnh mầy mẫu đệ địa thiên xin xưa xin thanh thanh trong trình sông sơn thạch thạch xa trên dương thế có nhà nho sĩ văn tú tài lắng nghỉ yên nhờ ân trung nguyên trẻ thơ nhờ ân trung nguyên đẹp em đối xử làm truyền việc đời đề tam thanh tiên nhớ người đề tam thanh tiên xích đất lòng nữ ngự đề thỏa như cung sớm kết loan thông kinh nhớ xin sớm kết loan thông nhờ mai tiểu thiếp đem lòng xe hoan gian tính xuyên chẳng chẳng xét ngày gian vàng mới nó để lầm than sao đành đành thân mẫu đệ tam thịnh mầy tiền thanh đệ tam xích lần lòng nữ giá nghị bền đi tới đóng nguy đầu lòng hiu quạnh nhé bóng ác tà đã gác đi đón tay thủy quốc tổng đình tích nga xương thủy quốc nga đông đình đề tam mẫu thoại sang sinh phụ đời giới định trần đường phận khởi xuân thiên thượng đồ tử quân đại nhân tài thiên mô phong mạnh khắc nhân quân tịch biến mãn tập cường tích nhật là dù biến nạn thừa bài trướng nam mô cúng dường đồ tát ma tát nam mô cúng dường đồ tát ma tát nam mô cúng dường đồ tát ma tát sa loan thanh thanh xa có lệnh truyền ra thách thách nhau ngài có lệnh truyền ra các
thủy bỡ cũng là thủy bình đời trần thị bỏ mang tam hải đất đệ tam dòng dõi kim mà chính thành xa khoai đường thần tiên cô đệ nhất đất hà phương là đất trong quanh diệp danh danh kim chi ngọc diệp danh 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 thái sư nhất phẩm mà tuyệt lạnh nhị ai đang thánh giá chân hai vang nề cùng ơn đức thánh nhà sứ linh từ phụng sự đôi cù Slan thánh giá suốt tơ mơ nhạc trong trong suốt mơ chiếc thoi cô bé đứng lờ đơn giản thánh giá lập ở đắp đông đông linh từ lập ở đắp đông đông vua sai mô cắt cộng trật trừ cử đông đông thay ra hương ngô chiến long thành nhẹ dâng tiên nê khói ngạt ngào thấu cử trục trục thiên đề nhị chú tiên tình mời đề nhị chú tiên dùng chú ngữ chất chất hiền sơn trang đức chú ngàn đi là con đi đế thích nhà giáng sinh sinh vào quý tộc tộc ngàn lê ta năm thần ta hai một ba ý
xanh nắng mai thấp thoáng bên lầu chùm đầu son sắc tốt tươi rực rà lên ngàn đi lên trên ngàn mặt tòa mười nhiều hoa Thank you.
nhân tình sáu đầu ngân hà, bối son mà vẫn tóc đã sợ vần. Có sáng thanh tâm dịu dàng bề cách điệu, đóa phù dung hương liêu đi nhân nhớ vẻ nào mà chẳng trai lời. Hoa xuân mây núi nguyệt thu đường tròn, giá cho bằng kim tôn ngọc điện, nét tam thập ai vẽ cho yên. Giờ làm thạch giá lâm thao thao mãi yêu quê nhà, ta bị chú thương dân văn, ta bị chú mừng thỉnh mời chú đệ nhất giáng về chứng đây. Đinh ly chân lê cổ truyền đinh ly chân lê sắc phong thuộc đẳng nga biệt đề tôi linh linh linh. Lời
rừng Tây Thiên. Thường để Chúa ngự chính cung. Tây Thiên Tam Đảo Địa
linh. Thạch nghi bàn chúa ngự, thành tăng nhiệm màu nhang thơm, thành kính quỳ tâu vui. Thank you.
năm năm mà thuốc phủ che mây rồng, năm mà thuốc phủ che thánh thánh hoàng thái hậu tức thì nghi thu thái. Sắc lệnh
vua bàn sổ sinh sổ tử liệt mồ hàng châu phê. Để thờ quan giám sát trên bàn có sắc tặng bao nhiêu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
quan lớn bây giờ chắc rằng anh đứng trước là bảo hộ gia đình. Vặt và sơ sắc lên hướng lại và sơ sắc lên ông về tông nối châu về danh dành đồ cho như từ trang sinh nhật cửa nhà phong quý khang định thọ trường kinh cho sinh thạch đời đường. Thank you.
nhát trông lên cả giang sơn bát bát ni bát công đồng nhang khói lung linh nhẹ trăm bông hoa như trên cành sơn trang giám sát yên bình bè ông lớn ngao phong hóa vũ hóa hình tôn quan hóa phép trừ tình mê chấp tà quan tam giới quan tam giới quyền hành người sinh sát ni nữ càn khôn nằm quát trong tay khâm thừa để xem nay quyền hành giám sát chức dạy quần công số hội đồng một tay biến chép mình trần gian sinh tử xót ai cũng có phép ngài xuất nhập trang đài cắt dây hòa phúc ơn người có công dây sấm ủ dây vang hợp bàn loạn đình thật ca tụng chết rồi mình quan chúc quan anh ở bên lầu gió mát chẳng thanh đàn ca sao thời đường quanh năm binh dân năm binh dân ngày mùng 10 tháng 1 thái hậu bà đàn sáng tôn nông ba quan vòng bái cửu trùng chúa về lòng bút sắc phong mê thẻ vẹn ông đi tung dung hoàng mạc
thỉnh mời thái tử đệ tam. Hương phi diệt bạc đi đoan trang, pháp thường đời.
sân một chiến hàng Long Thành, sân một chiến hàng Tấu về Thoại Phủ, các ban các tòa thiên lý cho nó diễn là đi phủ Sơn La thương đinh, đi phủ Sơn La từng về trong tới thua cha độc định một dòng là chúa thủ thi cung. Khai quang long nhân tất kỳ diệu, quang biếng chiếu tư trung nga tích tan cung sang kim phụng hoàng tân cần thánh chúa tiên trung vương. Văn sơ dâng lên hương lại, văn sơ dâng lên ông về tông nối châu tư dài 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 cho nhị tư trang sức nhân. Chỉnh tốt đi cần
thành đài đưa quân đi về tới kinh Ngô Kỳ. Qua đi cửa tháp đi về miền. Có phép tuần thu sông nước trở về tỉnh Bắc.
ngự sông Câu, ngự sông Câu, sông Câu còn sông Hàn chảy lên gần nhẹ xuống thác rơi thuyền rồng trăm mái chèo bơi sọc ngang tuần lành lành là nơi quan đi về. Từ quý địa xanh lo đền thờ quan tam tiếng yêu ai bằng lập lập môn hồ phục thành bà hãy còn yêu phép màu quan tối tú anh linh
lệnh truyền thủy bộ chữ dinh bình tùy bình giáp chơi biển trần thế gian. Nối dòng sinh tích đưa con trèo du lịch tốn phương, có phen thuần thú sông hương trở về tỉnh Bắc quê sang sông lửa cầu. Nghe sông thác vui chơi, thuyền rồng nghề trăm mái treo bơi, sóc ngang quân lạnh lạnh là nơi quan đi về. Chân sang khê lên ngàn quán xuống biển đi, lạnh sang từ quê địa xanh lam đi, đền thờ quan tam tiên kiều ngai vàng. Lập môn hộ phục thành bàng hãy còn hoa tức thì ra lâu đài điện các dòng nước tề thủy quốc một khi con lớp thuyền quân đòn lấy ngọc lưu ly côn côn dòng nước phép thì bị ai đàng quá đại giang nghi quá đại giang sông thao sông cả trở ra về đông ngả ba tranh nghi vui sướng đàn tập tành thì ngâm phú lục đàn tranh quan chơi bờ. Tan tiệc rồi người về nơi thủy phủ, dòng cân đài đi mũ vào tàu nghi bắt dăm ba đồng tử theo hồ về tàu vương phủ. Trống cầm cánh nha, trống cầm cánh ca chim vang anh nhọn nốt xanh vàng chim đời dư man chiều đình văn vũ bác quan say lên tâm thức vương quan lại tạo trận. Sử chép ghi đến lạnh lạnh vang thắng tích nhớ thường đặng thần ngài tích tích trung quân tiệc hai mươi tháng sáu sự thần hòa chân nam bắc quân dân về đào trung tam có kiều châu về vòng ba kêu quan về quốc thái dân an nghi khâm thừa sắc chỉ mua ban sổ sinh sổ tử liên hàng ngày châu phê đủ mọi điều tài kim văn võ trong triều đình quân nào có được ai lược thao văn vũ toàn tài đình thần tam tư phủ nào ai dám sánh bằng quan đề tam ngày theo cua xem giặc đâu quan gì
an lạc tình bay. Trên đời này hầu gì có ai hay, thanh đồng dày phúc hôm nay được về hầu. Việc tam thủ quan lớn người sổ sách nhớ vẫn lệnh trời đầy cầm cần quan đề tam bàn phép thái bì lĩnh quyền vua bát thải ngài thống chi khác to. Trần lập lai cầm quyền thay chúa phép thổ quan tôi thù anh là thành giá